Rồi, hello anh em. Lại là phép review xe cho anh em xem đây nha anh em ơi. À, bên em lại mới về con Alpha 2005. Một con xe 2005 đến thời điểm này là nó tầm mười mấy tuổi rồi ha. À, nó đâu 19 tuổi rồi. Chính xác 19 tuổi rồi. À, mà cho đến thời điểm hiện đại thì nó đi chỉ có là 7.000 km anh em ha. Mới có 7.000 thôi. Chính xác là 7.191 cây anh em ha. Còn đúng hay không đúng thì anh em mình cùng xem. Đấy. Thọc ban đầu anh em dòm cái kim đồng hồ và cái kim xăng ha. Anh em dòm thấy nó rất đỏ, nó đỏ ao ha anh em ha. À, những cái cùm công tắc cái ký tự nó rất là rõ ràng. Ha, gù bao da đầu còn nguyên zin. Đó, đen thui luôn ha. Đó anh em xem. Đó, và tiếp đến là để mình phân tích từ từ ha. Gặp con này nha. Gặp cọp em khớp quá anh em ơi. Em rất là khớp. Em khớp lắm. Đấy, anh em dòm cái giò thắng này. Cái giò thắng như thế này. Đó ha, đó là những điểm nhấn. Mình sẽ phân tích đầy đủ cả điểm mạnh và điểm yếu. Và con này thì áo được chủ xe nó full keo rồi. Đó, anh dòm ha. Và chìa khóa này. Khóa nó còn khóa zin hai chìa. Đó anh em ha. Con đang xài này là chìa vẫn còn rất là mới luôn. Đó, nói chung là không có mà bị chạy xước nhiều luôn anh em ha. Còn cây này thì chưa có mở rồi. Đó. Rồi, mình lên hàng sẵn luôn. Tí xíu nữa các anh em mình nghe máy ha. Mình đi quay từ từ mình coi đi. Con này là cái cây sườn nó như cây kiếm. Cây sườn nó nãy giờ phải chụp hình từng bôi. Đó, nó như cây kiếm. Ốc của nó là còn 7 màu anh em nha. Đấy. Anh em dợp ha. Cây dây của nó là còn nguyên zin ha, zin bản nha. Cái này là cuốn sổ. Hướng dẫn sử dụng anh em ha. Đó, anh em dợp thùng xăng cây sườn ha, chưa từng vô dầu ha. Đó. Anh em dợp. Đó, tại sao cây sườn với kiếm anh em dòm đây nè. Cây sườn đúng là như cây kiếm anh em ạ. À. Như cây kiếm thật đấy. Đó. Cả cái kẹt gấp nó nhìn rất là tê luôn anh em dòm, nó như mới. Nó như mới luôn. Đó. Anh em ha, đây. Đó, nó đẹp, ốc tán 7 màu anh em ha. Anh em dòm em đánh giá giấy phép nè. Phục chưa mở nha. Đó, xe này thì phục và bô. Bô và phụt chưa mở đây. Đó anh em. Em đã kiểm tra từ cái cổ bô ngay ban đầu rồi. Đó dầm quá quýu luôn. Anh em dầm cái lóc á, cái mặt lóc. Trời ơi. Cái gì chưa nổi đi. Và đặc biệt là cái hơi máy nó kinh lắm anh em ơi. Cây bô nó đây. Cây bô nó bị móp tí xíu đây. Hơi đây ha. Đấy. Cái mặt dưới này thì nó hơi dơ, cái mặt dưới này thì nó chắc theo giá cái này thì cà ra nha. Này mình rửa ra, vệ sinh ra. Còn ở trên này thì khỏi nói rồi. Mặt trên này thì nó bóng thì thôi luôn. Đó, mình xem từ từ nè em. Quá trời luôn, thấy riêng. Chắc. Đó, phải đúng 7.000 hay không ha. Rồi mình coi vỏ, coi co bô, coi các kiểu để mình phân tích từ từ. Anh em dọc hộp sơn gấp đó nè. Hộp sơn gấp đó nè. Đó, và cắt cái chống dựng đó anh em dọc nè. Chống dựng dinh đó nè. Đó, ha, mặt trên, mặt dưới. Đó, anh em xem ha. À, cây sườn là nói với anh em là nó như cây kiếm. Con này mà mở áo ra thì dập cái sườn này quéo ra đó. Và đây là cặp vỏ nè, cặp vỏ anh em nha. Đây cặp vỏ ha, tuần thứ 17 2005 á anh em dòm nè. Đó, nó rất là sâu nha, nó sâu lắm là sâu luôn á anh em. Đó, và cái gai phấn nó còn, chứ mình không nói cái gai lông nữa rồi, gai lông gai gió đó mình không nói rồi ha. Và cái phấn của nó còn ha, phấn của nó còn luôn, nó rất là dày anh em, dày lắm anh em ạ. À. Đó, đúng chuẩn nó dày lắm anh em ạ. À. Đấy. 205 ha. Đó. Quýt chưa? Đó ha, cái đó là vỏ sau, một hồi ra mình coi vỏ trước nữa nha anh em. Rồi, cái mặt tiền bên đây. Đó, anh em thấy không? Đó, tuy nhiên nó cũng sẽ có tí xíu lỗi nào đó theo thời gian thôi. Đó ha. Do cách đậu, cách bảo quản, đó và cách sử dụng theo năm tháng ha. Đó. Anh em giờ một cái vỏ số đó nè. Vỏ số đó nè, anh em nhìn vỏ số đó nè. À, nó chưa từng mòn, nó chưa từng mà bị lỗi một cái vị trí nào hết. Đó anh em ha. Rồi cái mặt tiền trước của nó nè. Quá trời luôn anh em mình nè. Đó, có đúng 7.000 hay không em. Rồi, cái lỗi của nó nè. Đấy. Hả ha. Xe nào nó cũng vậy thôi. À, như phép nó hoài anh em ha. Rồi cái này nó còn 7 màu ha. Xe nào nó cũng mang trên mình cái thương tẹo, cái lỗi theo thời gian và vô cái người chủ cũ nó định hình ha anh em ha, nên để lại thôi. Còn cái đầu bò này thì khỏi phải nói luôn anh em, giờ nắp xúc bắp chưa mở, nắp xúc chưa mở, co bô chưa mở,
Combo chưa mở nha anh em, bao nha, bao anh em luôn chưa mở đó. Nãy mình gọi ốc bự bên kia nè, ốc lớn anh kia biết, bên kia anh em thấy rồi ha. Đó, và cái đầu bò nó nè anh em dòm nè, nó móc cời luôn nha anh em, nó móc cời và bốn con ốc đầu nó có thể là nó so sánh như là vàng 18 mà nó thiếu tuổi. Thật sự anh em luôn, anh em dòm ngoài nó vàng như là 18 thiếu tuổi luôn, quá đẳng cấp. Đó, con này mà lên đi cà phê nữa, nó nhẹ vừa vậy nè, đi nó nhẹ, gọn, nó gọn gàng. Ha. Đó, qua đây cho anh em cái coi cái con lá cờ của nó. Đó, con cờ gà ha, cờ gà hay là lá cờ gì đó cũng không nó đó. Đó, anh em gặp quá rời quá đất, quá rời quá đất luôn anh em ơi, nó dàn khe ha. Đó, quéo chưa. Đó, và cái mặt cuộc bên này thì nó cơ bản này nó còn đẹp hơn bên kia ha, đẹp hơn kia khá là nhiều. Đó, còn câm niền nó khỏi nói ha, câm nó là vẫn còn màu theo thời gian, vẫn còn màu ở ha. Đã, giờ nó chống rồi nè, mà đã ha, nè bô chưa tháo dỡ nè, ý nó là ốc lớn nè ha. Đó, anh em tháo bô là buộc phải dặn ra ha. Đó, cho anh em yên tâm, quá trời cắt xe luôn, giờ đạp thì chắc chưa nhúng lần nào rồi ha. Đó, và cái máy của nó nè anh em nghe nè, em rung quá, em đầy máy hết nổ luôn. Đó, nồi đá mấy cái xe này thì nồi ơi mình không nên kiểm tra đâu, không cần thiết anh em ha. Nhà tiếng bồ nữa cái hơi nó còn bát luôn á anh em. Đó, nó còn kêu là rít chắc bóc luôn anh em ha. Đó, xe này chùm keo mà keo này chùm hơi ẩu đây ha. Mấy cái này để nó không quan trọng ha, mình thích thì mình về mình lột chơi lại thôi. Đó, nó cái chắc xe của nó anh em giờ quá trời, những cái đầu câm, cái chân câm nó là còn màu quá anh em ha, chùm mà còn màu chớp luôn á. Đó, anh em thấy không, màu chớp luôn á, ghê ha. Đó, xe này thì phép đăng Úc cũng hổm gài rồi, anh em nào có coi có theo dõi fan của phép á. Máy đó, xe này thì chắc gắn một số xin số vô mình đi tạm vài hôm chơi. Ở đây thì ở trong nội ô này thì nói chung là đi dơ không sao hết, trong đây nói chung là cái xài nước máy không à, ốc nó, lò xo nó hết biết cái máy. Nó bây giờ kiếm thì con quen pha mà chắc cái này cũng hơi bị khó đấy anh em ha, khó luôn. Rồi, quá tuyệt vời, anh em nào mà thấy đam mê ha, thấy chất lượng anh em cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh ha. Rồi, cảm ơn anh em.